Vạch trần chiêu bài chia rẽ tình cảm Việt Nam Ấn Độ của Trung Quốc. Các bạn thân mến, từ trước đến nay mối quan hệ hữu nghị Việt Ấn vô cùng tốt đẹp nên đã làm cho đại lục ngứa mắt. Gần đây thì ta và anh Ấn còn ký một hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Nanocovax rồi lại tập trận chung trên biển khiến cho anh đại lo sốt vó không thôi. Thế nên để chia rẽ tình cảm Việt Ấn, trang Sohu của nước này đã cho đăng tải một bài viết hết sức mất tình cảm rằng nếu so sánh Việt Nam và Ấn Độ, ai có cơ hội chiến thắng lớn hơn? Ấn Độ tuyên bố tôi có thể treo cổ Việt Nam. Mới nghe tiêu đề thôi, tôi đã ngửi thấy cái mùi chiến tranh ở trong đó rồi. Thế nhưng mà cái nham hiểm nhất trong cái bài viết này là tàu khựa lại dùng khá nhiều những chiêu bài, xúc xiểm cho hai nước đánh nhau. Vậy cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng vạch trần các mưu sâu kế độc của đại lục ngay sau đây. Trung Quốc khích bác Việt Ấn bằng chiêu bài kẻ bại trận. Mở đầu bài viết này, tác giả đã chụp mũ hai nước Việt Ấn đều giống nhau ở chỗ tự tin thái quá và ảo tưởng về sức mạnh của mình. Cả hai đều từng tuyên bố mình đích thị là quốc gia mạnh thứ ba thế giới. Sau đó nước này tự đề cao bản thân bằng một lời tuyên bố hú hồn rằng điều tức cười là cả hai nước tự xưng cường quốc thứ ba thế giới này đã bị chúng ta đánh bại. Đầu tiên phải nói đến Ấn Độ. Nước này bỗng lên cơn điên vào năm 1962 rồi đưa quân sang biên giới của chúng ta. Thế nhưng dưới sự phản công mạnh mẽ của toàn quân, Ấn Độ đã đại bại khiến cho học giả phương Tây phải đặt tên cho cuộc chiến là dao nóng và bơ. Kế đến là Việt Nam, năm 1979, bọn người này đã chạy sang biên giới gây rối, nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân ta. Kết quả ra sao? Cả lũ bị dồn về tận Hà Nội, suýt chút nữa thì mất luôn cả thủ đô. Rõ là danh xưng thứ ba thế giới đã bị đặt nhầm chỗ. Nghe xong cả đoạn thì bạn có biết được mục đích thực sự của tàu khựa là gì không? Vâng, ngoài chuyện mà khẳng định ta đây tài giỏi hơn người, tay báo tàu đang khích động Việt Ấn bằng chiêu bài bại tướng. Thật ra thì Trung Quốc muốn nhắn nhủ một điều rằng, quá khứ trước kia đã thế, hiện tại bây giờ cũng chả khá hơn đâu. Chúng bây giờ có hè nhau làm đủ kiểu thì cũng chả hạ được bố. Vậy nên tốt nhất là cả lũ nên giải tán ngay và luôn, chứ chẳng có cửa để mà xưng vương xưng bá gì ở đây. Nếu như với mấy nước yếu vía khác, những gì mà Trung Quốc nói chắc sẽ khiến cho họ phải sợ hãi chùn chân. Thế nhưng, người mà Bắc Kinh đang nhắc đến là ai? Một anh đại có quy mô dân số thứ hai thế giới. Có quân đội mạnh mẽ, hiện đại, được đánh giá là không kém gì bọn tàu. Còn Việt Nam thì sao? Có vẻ như tác giả bài viết không được học lịch sử, nên mới nói rằng Việt Nam bị đánh quay xe vào năm 1979. Sự thật là vào thời điểm đó, người đưa quân quấy phá miền Bắc của ta chính là lính Trung Hoa Dân Quốc. Chúng ta vì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mới chống trả quyết liệt và giữ được trọn vẹn Hà Nội, chứ không phải là kiểu chạy cong đuôi về nhà. Còn chuyện nhà báo bảo rằng Trung Quốc chiến thắng vẻ vang thì xin lỗi nhé. Là do mấy chú thấy không ngon ăn cho nên là ba chân bốn cẳng rút quân trong danh dự, chứ ở đó mà lớn giọng gào to à? Chắc cũng nhận thức được mấy sự thật kể trên cho nên nhà báo tàu thấy xài một chiêu bại tướng thôi là chưa đủ. Hắn liền tung tiếp chiêu độc sau đây. Khích tướng Việt Nam bằng cách là khen Ấn Độ mạnh mẽ hơn hẳn. Tiếp sau bài ca con cá, tác giả viết, trên thực tế Ấn Độ mạnh hơn Việt Nam. Nếu so sánh với các nước khác trên thế giới, đối thủ của Ấn Độ chỉ tầm 5 ngón tay. Còn Việt Nam thì khác xa bởi vì nước này chỉ là người thống trị của Đông Nam Á. Nếu so với Ấn Độ, Việt Nam quá tầm thường hay còn gọi là bít cửa. Nói tóm lại là sức mạnh quân sự của Việt Ấn không ở cùng cấp độ. Bởi vì Ấn Độ là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới hiện nay và họ có lực lượng phòng thủ quốc gia kiêu hùng. Đúng, điều này là sự thật cho nên chúng ta không thể chối cãi. Xét về mặt dân số, Ấn Độ áp đảo hoàn toàn Việt Nam khi lên đến 1,3 tỷ người và chỉ xếp sau Trung Quốc. Con số trên lớn gấp 13 lần Việt Nam bởi vì dân số nước ta hiện chỉ có gần 100 triệu người thôi. Còn nếu xét về sức mạnh quân sự, Việt Nam cũng không thể nào địch lại được anh đại. Bởi thống kê cho thấy rằng lực lượng vũ trang của Ấn Độ hiện có 5,127 triệu người. Trong đó thì lực lượng thường trực của quân đội Ấn lên đến 1,445 triệu người, lớn thứ hai thế giới. Còn lực lượng dự bị động viên khoảng 1,155 triệu người, đứng hàng thứ 6 toàn cầu. Trong khi đó đội quân của ta đông thì đông thật, khi lên đến 5,52 triệu người, nhưng quân lực thường trực chỉ có khoảng 482.000 người. Còn lại thì phần đa chỉ là lực lượng dân quân dự bị vũ trang thì làm sao mà so được với lính chính quy được đào tạo tinh nhuệ.
Chưa kể là Ấn Độ hiện sở hữu 2.100 máy bay quân sự, 4.700 xe tăng, 300 tàu chiến, trong khi Việt Nam chỉ có 240 máy bay, 2.100 xe tăng và 65 tàu chiến. Nước này còn được xem là lò sản xuất hạt nhân và vũ khí tối tân với những siêu phẩm gây sốt trên toàn cầu như tên lửa mặt đất GRIDV-1, Agni-2, 4, 5, máy bay chiến đấu Mirage-2000H, tàu ngầm hạt nhân INS Ariane. Đã thế thì Ấn Độ còn là nước rộng lớn và giàu có hơn Việt Nam. Họ sẵn sàng đổ hàng chục tỷ đô vào quốc phòng để nâng cấp sức mạnh lên từng ngày. Đơn cử như trong năm 2021 này thì Anh Ấn đã chi đến 73,65 tỷ đô cho quốc phòng. Thế nhưng con số ấy ở Việt Nam chỉ là 6,39 tỷ đô, tức là chỉ bằng 1/12 của Ấn Độ. Tuy nhiên không phải vì thế mà Việt Nam phải ngửi khói Ấn Độ. Chúng ta vẫn có thế mạnh riêng về mưu trí, chiến lược và cả kinh nghiệm tác chiến đầy mình sau nhiều thăng trầm của lịch sử. Hãy nhìn vào quá khứ mà xem, nhiều quốc gia được đánh giá là dữ dội hơn cả Anh Ấn cũng bị ta đánh cho tơi bời. Đơn cử như trường hợp của Pháp, Mỹ, bọn họ chỉ biết cúi gằm mặt mà đi sau hàng loạt những thất bại nặng nề tại Việt Nam. Nói như thế chỉ để mọi người có cái nhìn khách quan công bằng hơn mà thôi, chứ không phải là Việt Nam đang kèn cựa hay là muốn so gân gì với Ấn Độ. Nên nhớ rằng là người Việt luôn là người yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Bắc Tàu mà muốn kích động Việt Nam bằng cách so sánh tương quan lực lượng thì có vẻ hơi khó. Phải chăng vì thế mà tay nhà báo này đã tung ra màn knockout thứ 3 bằng cách là mượn lời khiêu khích của Ấn Độ như sau. Ấn Độ tuyên bố tôi có thể treo cổ Việt Nam. Vâng, đây đích thị là những gì được ghi to đùng ở trên tiêu đề bài viết của Sohu. Tờ báo này khẳng định Ấn Độ tuyên bố tôi có thể treo cổ Việt Nam. Nói thật thì ngoài trang báo đấy ra, mình chưa từng nghe thấy bất kỳ một tờ báo nào khác nói rằng Ấn Độ mạnh mồm khoe mẽ như thế. Vì vậy có khả năng 99% đây là lời xuyên tạc nhằm chia rẽ người Việt và người Ấn. Chúng ta cần biết một sự thật là Việt Nam và Ấn Độ hiện là hai đối tác chiến lược của nhau. Cả hai quốc gia không ngừng mở rộng quan hệ bền vững trong các mặt kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế và cả quân sự. Tính đến năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều của Việt Ấn đã tăng 2,06 lần so với trước đây và đạt mức 11,2 tỷ đô la. Riêng trong tháng 8 vừa qua, thì công ty Nanogen của Việt Nam đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Nanocovax cho công ty Vicarya Healthcare LLP của Ấn Độ. Một cuộc tập trận chung trên biển giữa Việt Ấn càng khiến cho hai nước sát lại gần nhau hơn. Vậy thử hỏi giữa lúc tình cảm đang tốt đẹp như thế, Ấn Độ có điên không mà ăn nói ngông cuồng? Họa chăng chỉ có tàu khựa dựng chuyện để gây hấn giữa hai bên, rồi mình ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi thì có vẻ hợp lý hơn. Thật ra thì chúng ta chẳng còn lạ lẫm gì trước những mưu đồ đen tối của Trung Quốc. Dân chúng đã thế thì giới lãnh đạo chóp bu còn tinh ý hơn gấp nhiều lần. Vậy nên là phải thành thật chia buồn với tác giả khi nói rằng mấy bài báo dạng này chỉ có thể cho dân tàu hoặc là lũ trẻ con đọc thôi. Chứ Ấn Độ và Việt Nam chẳng có ai, bởi vì là mấy lời nói thọc gậy bánh xe kiểu đấy mà nổi đóa với nhau. Còn bạn có nghĩ giống như mình không? Vui lòng comment ở bên dưới nhé. Các bạn hãy đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận thêm những video clip mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.